thì tôi cũng nghe vậy. Bác ở huyện Tiểu Cần, Trà Vinh hả? Dạ. Sao bác biết bên này mà qua vậy? Dạ, người ta chỉ. Mới chỉ đi luôn hả? Dạ, mới chỉ từng rồi. Rồi qua. Rồi bác giới thiệu gì mình đi? Dạ, Nguyễn Văn Sơn. Dạ. Sinh năm ở đâu? Nguyễn Văn Sơn ở khóm 6, thị trấn Tiểu Cần. Sinh năm 69. Cái năm mà bác phát hiện bệnh là năm 2021 hả? Dạ. Bác Sơn sinh năm 1969 ở Tiểu Cần, Trà Vinh ha. Dạ. Trong tỉnh mình. Dạ. Bệnh ung thư dạ dày. Mắc bệnh từ năm 2021. Mà tới nay mới biết phòng khám. Dạ. Mới được người giới thiệu. Dạ. Trước đó là không biết gì luôn. Dạ, không biết nữa. Dạ. Bác phát hiện ra ở bệnh viện nào? Bệnh viện Hoàn Hảo. Bệnh viện... Khi mà cái triệu chứng ban đầu là đau bụng, xong rồi bắt lên bệnh viện tỉnh Đa khoa tỉnh Trà Vinh hả? Mới đầu tiên là đau bụng rồi đi theo cái phái đoàn để khám á. Ừ. Đi lên gặp quanh Hoàn Hảo tỉnh để khám nó cũng 2-3 lần vậy, rồi không hết. Không hết, rồi bác sĩ nói thôi giờ cho xin cắt tinh thiết. Dạ. Rồi không cho ông cắt cần thiết, rồi ông hứa 7 ngày lên lấy kết quả. Dạ. 7 ngày lên lấy kết quả thì ông nói là hôi bị khối u rồi. Rồi ông chuyển qua bên trung tâm buông bú Sài Gòn. Dạ. Rồi ông muốn Sài Gòn làm một khám kiểm tra chất rồi hoàn toàn hết trơn, rồi kết luận là bị chính xác. Bị chính xác rồi là kêu nhập viện. Nhập viện định ngày mổ, coi như ra. Là mổ là bác sĩ nói là mổ cắt ngang nó cục non lên, trực tiếp. Vậy là cắt toàn phần, cắt toàn phần nói thẳng cục non lên. À. Yeah. Rồi hỏi em có hỏi bác sĩ là bao nhiêu phần trăm, ông nói không có bao nhiêu phần trăm hết. Coi như là mổ rồi nhầm khi 10 bữa nửa tháng gì nó nhảy qua hoặc là cái gì, tự nó không ông. Gì căng? Nó. Thành ra bác sĩ có nói câu đó, thành ra đây sợ luôn, cũng dám mổ luôn. Dạ. Rồi bỏ từ đó tới nay luôn. Bỏ từ đó tới nay luôn. Là 2 năm rồi. Dạ. Và trong cái triệu chứng trong người nó như thế nào? Trong triệu chứng trong người thì cũng bình thường, khỏe mạnh. Ăn uống cũng bữa ăn cũng 2 chén cơm. Một bữa nào mệt mệt thì ăn được 1 chén. Rồi đi hút thuốc nam ở mấy ở chùa Tịnh Độ, Tiểu Cần á. Dạ. Bắt mạch hút, rồi cũng bắt, người ta cũng nói là bị bao tử gì đó, hút thuốc nam bao tử. Dạ, uống tới. Bác có thấy bớt không? Thầy thấy uống cũng cầm ca tới giờ này hoài, rồi giờ nó cũng lâu lâu, bữa hai bữa nó đau ngược, nó tới lui, nó ở chua này kia nọ, rồi ta chỉ qua đây. Dạ. Qua đây mới biết nha. Dạ, qua đây mới biết. Rồi nghe nói mấy người bệnh ở đây nói cũng đây cũng khám trị đó cũng hay lắm. Dạ. Bây giờ mới... À, khi bác tới đây rồi thì các thầy có nhiệm vụ là cung cấp cái phương pháp hỗ trợ điều trị ở đây cho bác trai với bác gái biết nha. Dạ. Để mình coi mình có phù hợp với cái phác đồ ở đây hay không. Yeah. Nếu như phù hợp thì mình đăng ký lại để xin hỗ trợ điều trị. Yeah. Còn nếu không phù hợp thì mình cũng có thể mình ra về. Thì nhiệm vụ của các thầy là cung cấp cái phương pháp cho mình. Yeah. Ở đây á, phòng khám y học cổ truyền yêu thương cho thông ở đây là có giấy phép hoạt động. Yeah. Và phương pháp chữa là phương pháp bằng phương pháp hỗ trợ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ bệnh ung thư đó. Dạ. Dùng cháo nano của Trà Tường. Thảo dược nano. Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư nha. Dạ. Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Phương pháp này là của cha, của nhà nghiên cứu cha Hiro Nguyễn Văn Tường. Khi cha còn sống
thì cha sử dụng cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư là cháo nano, thảo dược nano này với tinh thần là yêu thương cho không. Thì ở đây các thầy cũng học từ cha và sử dụng phương pháp này cũng yêu thương cho không, có nghĩa là tiếp nối cái công trình khoa học của cha đó. Thì nếu như mình có nguyện vọng mình đăng ký thì các thầy sẽ hỗ trợ cho mình trong 3 tháng. Nhưng mà 3 tháng thì hôm nay là ngày 26 tháng 12 rồi. Nếu mà 3 tháng ở lại đây có nghĩa là mình ở lại đây điều trị có thể là tới Tết luôn á. Qua Tết, Tết hôm nay là rơi vào tháng 2. Thì tới tháng 3 mình mới hoàn thành phác đồ lận đó. Cái chương trình nghỉ Tết năm nay thì có thể là ngày 29, không biết năm nay có 30 không, thầy chưa coi. Có 30. Có 30 phải không? Vậy là 29, 30, mùng 1 và mùng 2 là phòng khám nghỉ 4 ngày đó. Rồi bắt đầu tới mùng 3 bắt đầu khám lại. Thì đó là chương trình phòng khám nếu như những trong khi nghỉ 4 ngày đó anh về nhà mà còn vẫn ở đây. Dạ bác có thể về nhà để ăn Tết với gia đình mấy ngày đó. Ăn các thầy tạo điều kiện cho mình. Tại vì như thế là để giải quyết cái tâm lý á. Tại vì đương nhiên bác có thể ở lại đây để các thầy chăm sóc cũng được. Hoặc là nếu bác muốn về nhà thì trong những ngày đó các thầy tạo điều kiện cho mình về trong 4 ngày đó để mình vui vẻ với gia đình. Nhưng mà vẫn phải giữ phác đồ, nghe là các thầy tạo điều kiện cho mình trong 4 ngày đó thôi. Còn lại là qua 4 ngày đó thì cho đi đây tiếp tục điều trị tiếp. Thì cái phương pháp cháo nano, thảo dược nano đó như thế này. Ở đây cha sử dụng phương pháp đó là để bỏ đói tế bào ung thư nha. Phương pháp này đó, mục tiêu là bỏ đói. Đói tế bào ung thư. Hiện tại thì cái phương pháp bỏ đói tế bào ung thư nó sử dụng nhiều nước rồi, nhiều nước trên thế giới rồi, nhiễm cái chất khác nhau. Có khi thì sử dụng từ đậu nành, có khi thì sử dụng từ lúa mì, lúa mạch, có khi thì sử dụng, có nơi thì họ sử dụng cái loại nho đó. Thì ở đây thì cha Tường sử dụng bằng gạo. Trong cái loại gạo này đó, nó không có những cái chất độc hại mà bản thân nó được lấy từ cái nguồn từ Campuchia về. Cha sử dụng cái nguồn này là cái nguồn tốt nhất hiện tại dành cho bệnh nhân ung thư của mình. Thì cái này nó bổ máu và nó có đủ 8 axit amin. Thì nó sẽ không cung cấp cái môi trường này cho tế bào ung thư nữa. Nhưng mình được phép ăn các loại thực phẩm như là rau xanh, trái cây. Nó có tính kiện. Vậy là con ở nhà mà bữa nào con ăn ba cái chất đạm á, có đạm ăn vô là nó không tiêu, là nó ối. Ối nào ra hết đó mới thôi. Rồi bữa nào mà ăn cháo, ăn cái gì mà không có đạm như ăn rau rồi đó, thì nó vậy chứ mà nó không đau. Nó không đau không ối. Mà trở ra bữa nào ăn cá thịt đồ mà hơi mặn, hơi mặn chút vô là nó đau nó ối. Ối nào hết đó là mới hết. Hết được rồi nó say quá là mệt. Nó mệt trời ơi chịu không nổi luôn. Thì cái mục tiêu của cái ối là như nó động cái mục đó và cái thẹo đó gì á. Nó mệt dữ thần. Vậy là hiểu rồi ha. Hiểu được cái vấn đề. Thêm một cái nữa để thầy nói cho nó xong cái vấn đề này luôn rồi bắt đầu mình nhận bệnh. Đây là cái thang pH này, cái thang pH. Đây là acid này, đây là kềm đó. Cái đạm động vật nó nằm bên thang acid. Đạm động vật bác biết rồi hả? Là bao gồm thịt, cá, trứng, sữa đó. Là đạm động vật. Đạm động vật này mình loại bỏ đi nè. Trong suốt quá trình điều trị 3 tháng ở đây, 3 tháng thì mình làm sao từ cái cơ thể mình á, nó chuyển từ cơ thể acid sang cơ thể kiềm, gọi là kiềm hóa đó. Kiềm hóa cơ thể nó tùy thuộc vào cái lượng thực phẩm mình ăn.
cái lượng kiềm này. Ví dụ mình ăn càng nhiều loại rau xanh trái cây thì mình càng kiềm nhanh. Đó, rau xanh trái cây cháo nano rồi nước kiềm đó, nước kiềm và thảo dược ha. Ở đây các thầy cho uống thảo dược nano đó, là bốn thứ này đưa vào cơ thể để cơ thể nó kiềm hóa nhanh. Khi mà cơ thể từ cơ thể axit sang cơ thể kiềm thì nó mới khống chế được bệnh lý. Thì mục tiêu các thầy là như vậy. Cái pH này nè là cái thang đo giữa axit và kiềm. Cái pH này nó có ba loại pH trong cơ thể: pH trong máu, pH trong nội môi, pH trong nước tiểu. Cái pH trong máu á, là không bao giờ thay đổi nha. Có nghĩa là ví dụ pH trong máu mà nó thay đổi thì mình sẽ nguy hiểm liền, mình chết liền á. Cho nên cái pH trong máu là cố định không thay đổi. Cái pH nội môi là pH các thầy cần nè. Trong suốt 3 tháng nè, cơ thể mình kiềm hóa thì cái pH trong nội môi nó phải nghiêng về 7.13. Nó ổn định trong 7.13. Cái pH trung tính là 7, bên kiềm là 8.9, còn ngược lại axit là thang đo của nó là 5.6. Và thí dụ như kiểm tra pH nước tiểu mình là 5 đi, 5.0 đi, thì có nghĩa là mình phải cần phải ăn nhiều loại rau xanh trái cây hơn nữa và tăng cường những cái loại thực phẩm kiềm nhiều hơn trong đây, trong bảng mình đây ha, để làm sao cái nước tiểu mình nó đạt được cái pH từ 7.700. Để làm chi? Để cho cái lượng pH nội môi này nó tăng về bên phía kiềm. Thực phẩm mình mà càng nạp cái axit càng nhiều á, nó tạo môi trường tế bào ung thư phát triển, nên mình phải loại bỏ tuyệt đối nha. Tuyệt đối. Nghe bác hiểu ha? Bây giờ bác biết cái phác đồ điều trị ở đây là cái này là tránh tuyệt đối nè, tuyệt đối tránh. Mà bác làm sai là các thầy trả hồ sơ đó, có nghĩa là các thầy không chịu trách nhiệm nữa. Tại vì các thầy không giúp gì được hết. Cái nguyên tắc của cái bệnh lý đó là vậy. Và cái thực phẩm có kèm là các thầy sẽ tăng lên cho mình. Đó là phương pháp điều trị bỏ đói tế bào ung thư ở đây ha. Nhưng là đối với đó là bệnh nhân thôi nha. Còn đối với người nuôi là phải ngưng ăn đạm động vật. Có nghĩa là bác gái đó là sẽ không được phép ăn đạm động vật trong suốt quá trình điều trị cho bác trai ở đây, để bác trai không có thèm. Và bác trai lấy đó làm tinh thần, động viên tinh thần cho bác trai. Ví dụ mình ăn uống chung như vậy đó, thứ nhất là mình biết cách nấu nướng. Ví dụ như cô ăn hôm nay là cô ăn những cái món đồ chay này nè, là cô biết cô để cô nấu cho người nhà cô món nào dễ nấu, nhiều rau xanh trái cây hay là những cái loại súp gì đó nấu chung ăn kèm với cháo đó, thì khi cô ăn chay như vậy cô mới biết cách cô nấu nêm nếm cho nó vừa vị cho người bệnh của mình. Đó là một cái sự quan tâm cần thiết, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là kể cả mình đi ra ngoài mình không ăn trong phòng, mình đi ra ngoài hàng quán mình ăn thì đương nhiên người nhà mình đâu thấy thì đâu có thèm, nhưng mà không được. Cô thấy đó, bản thân bệnh nhân không thấy nhưng cô thấy, cô biết, cô nóng ruột lắm. Nhưng mà mình ăn được á, mình ngưng ăn đạm động vật được, mình mới có cái sức mạnh, mình mới có cái động lực mạnh mẽ. Mình nói anh ơi cố gắng ăn nha, em cũng ăn. Mình đã hy sinh cái thời gian mình bỏ công sức mình từ nhà mình qua đây. Ở phía sau lưng mình còn rất nhiều thành viên khác nữa, như con cái rồi anh chị em trong gia đình mình nữa, trông chờ mình qua đây điều trị, hỗ trợ điều trị để đạt được cái kết quả tốt nhất. Người ta trông chờ mình thì mình phải cố gắng làm sao mà mình đạt được kết quả tốt nhất. Nó có thể là nó giảm bớt cái căn bệnh của mình, nó có thể là dừng bệnh, nó có thể giảm bệnh, nó có thể là không phát hiện những cái bệnh lý. Nhưng mà kết quả nào đi chăng nữa nó cũng là tốt nhất đối với mình. Nó còn đáp ứng cái thảo dược đó hay không nữa.
và cái giai đoạn bệnh lý của mình và cách mình thực hiện phác đồ điều trị nữa. Có khi mình vô đây mà mình lơ là, mình không làm đúng, rồi mình nghe người này nghe người kia mình làm sai. Ở đây các thầy tận tình hướng dẫn cho mình, có khó khăn có như thế nào cứ hỏi, mạnh dạn hỏi các thầy, không có bị rầy la gì đâu. Ở đây cũng không ai lấy tiền mình hết trơn. Mình cứ mạnh dạn mình hỏi các thầy, tôi ăn vậy được không, tôi uống vậy được không, những về góc độ chuyên môn các thầy biết cái gì các thầy sẽ hướng dẫn cụ thể cái đó, để tránh đi những cái loại thực phẩm hoặc là những cái mà mình nó không tốt cho sức khỏe. Ví dụ như đôi khi những người bên ngoài họ nói là ăn đậu hũ không tốt, ăn cái này không tốt, ăn cái kia không tốt, cái đầu mình kiêm kem quá, mình tránh luôn những thứ đó là không được, mình sẽ bị mất sức khỏe, mất dinh dưỡng, mất cân bằng dinh dưỡng. Còn ngược lại mình thấy ai bài gì cũng bắt chước làm theo. Ví dụ người này chỉ uống cái loại cây đó nó tốt đó anh, chú nên sử dụng cái loại này thực phẩm, cái này thực phẩm kia. Nhưng mà phải hỏi ý các thầy, thì các thầy là những người đã trải qua những cái căn bệnh này, có kinh nghiệm, có chuyên môn và có được sự dạy dỗ từ cha, nên thử ra các thầy biết các thầy phải làm gì, các thầy hỗ trợ cho mình, và cả có cả những bệnh nhân trước đó đã thành công. Cho nên mình phải đặt niềm tin nơi các thầy và phải tôn trọng thầy thuốc ở đây để các thầy thuốc giúp mình. Đó là cái mà các thầy mong muốn ha. Và khi mình tới đây đó thì cố gắng là mình nên giữ trật tự tại địa phương, giữ thái độ hòa nhã, không có được gây mất trật tự ha. Còn về người nuôi á, ở đây rồi tự kiếm nhà trọ luôn là nhà, ở đây thầy lo luôn. Về phần thảo dược, gạo, nước thì ở đây các thầy cung cấp, và cái đó là mạnh thường quân họ hỗ trợ cho mình về kinh phí để có được những cái nguồn đó, cho nên mình không có tốn kém đó, thì các thầy cũng khám chữa bệnh không có tốn tiền. Ngoài toàn tới phòng khám là không có bị mất đồng xu nào hết. Nhưng cái vấn đề về ở nơi ở đó thì các thầy không có kinh phí để lo cho bệnh nhân cái khoản đó được. Thì bệnh nhân phải tự túc bên ngoài. Có nghĩa là mỗi ngày bệnh nhân ở nhà trọ bên ngoài đó, rồi tới lui phòng khám để được chăm sóc mỗi ngày nha. Có như là tối mình về phòng nhà trọ nghỉ. Rồi bằng ngày thì ở đây. Dạ không, một ngày chỉ có một lần thôi. Có nghĩa là mỗi ngày có thể là buổi sáng hoặc là buổi chiều, tùy vào cái sự hướng dẫn của các thầy thuốc ở đây. Ví dụ bác có được thầy hướng dẫn là bác nên đi vào buổi sáng sớm hoặc là đi vào giúp buổi chiều gì đó, thì ở đây các thầy hướng dẫn. Rồi sau một lần khám vậy bác về nhà trọ bác nghỉ ngơi. Nhà trọ thì tự túc nha, có nghĩa là bác muốn mướn ở đâu cũng được. Các thầy không có can thiệp, không có quy định mình phải ở nhà trọ nào. Ở đây các thầy không có móc nối với nhà trọ. Nhà trọ là do tự gia đình mình tìm nha. Ví dụ như xa, gần, mắc, rẻ, rồi cái khuôn viên đó rộng hay hẹp, hoặc là nó có những cái điều kiện vật chất hay gì đó, ví dụ như có phòng quạt, có phòng máy lạnh gì đó, thì cái đó là tùy vào cái nhu cầu của mình. Tuy nhiên thì cái phòng ốc nó cũng phải thông thoáng một chút, tại vì cái sức khỏe của mình á, mình phải có cái lượng oxy cần thiết để mình hít thở, trao đổi không khí, chứ không phải là lựa những cái căn nhà mà nó ập ẹp quá, mà nó không có đủ cái vấn đề sinh hoạt cơ bản của một người bệnh nhân. Thì cho nên là mình phải tìm cho nó đúng cái nhu cầu của mình để cái quá trình điều trị nó đạt được kết quả tốt nhất. Hồi nãy cũng có anh bảo vệ anh kêu qua nhà chỗ ảnh ở trên lộ đây cũng để coi bữa nay ở hay là bữa nào ở ta. Khi mà bữa nay là nhận bệnh nè, thì bắt đầu bữa nay là chính thức mình vào phác đồ điều trị đó. Thì các thầy sẽ scan cái bộ hồ sơ này xong cho mình lập cái phiếu theo dõi ở đây. Rồi sau đó mình khám bệnh ở đây, phát gạo, nước, thuốc, thảo dược đó. Rồi mình về nhà trọ để mình nghỉ ngơi. Thì trong ngày hôm nay ha. Về cái phần mà uống thuốc giảm đau nè, thì cái thành phần thuốc giảm đau paracetamol đó, nó có ảnh hưởng tới cái men gan ha.
Nhưng mà các thầy sẽ cho những cái loại hỗ trợ như là cà gai leo hoặc là những thứ mà bảo vệ lá gan. Thì cũng không có vấn đề gì đâu, ví dụ mình có đau thì mình uống, còn không đau thì thôi. Nhập viện nó cho được có nhiều thuốc uống, nó ra xuất viện về nó cho. Thật ra nếu mà mình cảm thấy mình không đau thì mình không cần phải uống. Đây cũng không đau thì cũng uống, chừng nào đau mới dám uống. Dạ đúng rồi. Thì nếu như mà mình uống á thì phải ghi vô trong cuốn tập á, tại vì đây là những cái thuốc to thuốc bệnh viện cho. Mà này chắc bỏ không có mua đâu. Nó chạy cái khám năm về có gì ở nhà thuốc, thuốc ở nhà còn mà cũng không có đem theo nữa. Tại vì nào đau mới uống, không có đau uống. Uống sợ nó phá cái. Dạ đúng rồi. Đầu tiên là nó làm tăng men gan. Dạ. Dạ. Nó là ảnh hưởng tới cái quá trình thải độc của mình. Dạ. Nên tốt nhất là những cái loại thực phẩm mà nó tự nhiên, những cái loại cây thảo dược á, mà ở đây các thầy có giấy phép rồi, có những cái nguồn, và những cái nguồn đó là những cái nguồn uy tín, có cái hợp đồng với họ thì cung cấp cho mình, phân phối cho mình thì mình hoàn toàn yên tâm, mình không phải sợ cái vấn đề đó. Trong suốt quá trình điều trị thì người nhà không được để bệnh nhân ở lại một mình nha, mặc dù cô là ở huyện Tiểu Cần, thì Tiểu Cần với Cầu Ngang là nó sát huyện nhau. Nhưng mà cô không được phép bỏ bệnh nhân của mình ở lại một mình. Đủ như nửa đêm nửa hôm mà bác trai có cái sự cố gì đó cần giúp đỡ đó thì mình khó. Cho nên là đây nguyên tắc của các thầy thuốc ở đây là bệnh nhân phải có người nuôi đi theo. Chứ không được phép để bệnh nhân ở lại, nó rất nguy hiểm. Còn ví dụ như cô có công việc gì đó, cô muốn về giải quyết, ví dụ như trong gia đình hay gì đó, hoặc là gì công việc làm ở nhà đó, thì cô có thể đổi người nuôi, thay đổi cho một người thân nào đó trong gia đình. Mà người thân đó lên đây rồi, trình báo với các thầy nhập dữ liệu ở trên máy, tại vì đây là quản lý bằng máy hết, máy móc hết, quản lý bằng máy, thì khi đó bảo vệ mới cho mình vô, có thể cấp cho một cái giấy, người nuôi là ai, thì bảo vệ lúc đó cho mình vô ha. Chứ không được nói là mai chưa chiều cô nói là tôi có công chuyện đột xuất rồi tôi phải về liền. Thấy ông nhà khỏe mà đâu có gì đâu mà phải cần phải ở đây. Đó là không được nha, thầy nói trước cái vấn đề đó. Bây giờ thầy nói thêm về vấn đề cái nội dung cái tờ đơn đăng ký ha. Đây là cái đơn đăng ký tự nguyện. Mình tới đây thì mình được phép điền cái thông tin cơ bản của mình vô, là thông tin về sức khỏe, bệnh lý, tên, tuổi, địa chỉ đó. Và cái thông tin kế tiếp là thông tin về người bảo lãnh. Thì cái người bảo lãnh là bắt buộc phải có. Có nghĩa là các thầy nhận bệnh cần phải có người bảo lãnh. Người bảo lãnh là người xin để cho bệnh nhân chữa, chứ không phải bệnh nhân đi mình một mình tới đây xin chữa là các thầy không dám nhận. Tại vì không có sự đồng ý của gia đình. Thì trong gia đình thì những người bảo lãnh là bao gồm là cha, mẹ, vợ chồng, con cái là được quyền ký bảo lãnh. Thì đây là cô là vợ thì cô được ký bảo lãnh nè. Rồi cô đăng ký làm người nuôi luôn. Thì hồi nãy thầy hướng dẫn về người nuôi rồi đó. Ở đây là tự nguyện ha. Bệnh nhân tới đây là các thầy mở phòng khám lên, các thầy giúp cho những bệnh nhân. Bệnh nhân có nhu cầu tới. Đối tượng là bao gồm những bệnh nhân không có điều kiện điều trị tại y, hoặc là điều trị quá xạ trị rồi mà bác sĩ không còn thực hiện nữa, ví dụ như không đáp ứng thuốc, bác sĩ kêu về uống thuốc nam, hoặc là bác sĩ nói là cái loại thuốc này nó nặng quá, cô chú không có vô được nữa. Thì lúc đó các thầy sẽ nhận, hoặc là lớn tuổi quá, hoặc là những trường hợp mà tiểu đường hoặc cao huyết áp gì đó mà không có men gan cao mà không vô quá chất được đó, ví dụ vậy. Thì ở đây các thầy nhận là các thầy nhận bệnh nhân tự nguyện và có nhu cầu tới. Thì ở đây là mình tự nguyện tới ha. Bệnh nhân điều trị hoàn toàn miễn phí nha. Nó có ghi rõ trên đơn. Ở đây mình không phải tốn tiền khi mà điều trị trong quá trình suốt 3 tháng ở đây, cũng như là khi về nhà rồi các thầy cũng không có quyền đòi tiền mình luôn. Nó có ghi rõ trên đơn này. Và trong một cái nội dung nữa là bệnh nhân phải tuân thủ theo các phác đồ ở đây nha. Khi mà các thầy nhận bệnh, các thầy có trách nhiệm với mình, không phải chỉ ở phòng khám không, mà các thầy có cái Zalo của mình đó. Mình liên hệ với các thầy thuốc của mình bằng Zalo, có gì ví dụ như nửa đêm nửa hôm có khó chịu gì vẫn được quyền điện các thầy. Các thầy luôn luôn sẵn sàng để nghe máy. Ví dụ như ở đây mình
nửa đêm mà mình cảm thấy mình mệt mỏi trong người hoặc là chóng mặt nhức đầu mà mình cần hỗ trợ á, thì cứ mạnh dạn điện cho các thầy thuốc ở đây. Thì các thầy thuốc xử lý gì được các thầy thuốc giúp cho nha. Cho nên là mình yên tâm ở vấn đề đó ha. Mình ở đây mình không phải lo lắng, nhưng mà phải tuân thủ phác đồ nha. Có nghĩa là có nhiều nơi thì phát thuốc cùng lúc thì mình không được phép mà mình dùng nhiều được đâu. Phải theo đúng cái chỉ định. Ví dụ ở đây các thầy phát ngày 3 gói, 4 gói gì đó là mình chỉ uống trong phạm vi đó thôi. Còn ngoài ra là mình muốn sử dụng những cái loại thực phẩm nào thêm đó. Ở nhà ví dụ như có người thì cũng là thầy thuốc, y bác sĩ ở nhà có cung cấp thêm thuốc cho mình á, ví dụ như thuốc bổ hoặc là này kia nọ đó, thì cũng phải hỏi ý kiến các thầy. Tại vì các thầy đang cộng thuốc cho mình, nếu mà không hỏi mà tự ý uống á, nó bị quá liều. Hoặc là nó phản ứng ngược với cái thuốc ở đây, thảo dược ở đây, thì nó sẽ nguy hiểm cho mình. Cho nên phải phối hợp chặt chẽ với các thầy nha. Đặc biệt là đạm động vật là không được phép dùng, vì nếu đạm động vật mình ăn thì nó phát triển bệnh lý là lúc đó các thầy cũng không khống chế nổi luôn. Còn em hiện tại hiện giờ ở nhà cũng như cũng giảm ăn đó, ăn vô lần nào cũng đau ói, thành ra cũng hơi sợ ăn ít rồi. Rồi vậy quá tốt. Rồi cái điều kế tiếp nữa là mình được quyền ngưng phát đồ điều trị bất cứ lúc nào nếu mình cảm thấy nó không phù hợp với mình. Ví dụ đang chữa trong 3 tháng đó mà mình muốn ngưng bất cứ lúc nào cũng được. Nếu các thầy không có bắt buộc mình là gây sức ép cho mình là phải chữa đúng 3 tháng nha. Nghĩa là mình muốn ngưng là các thầy cho ngưng. Ngày đầu tiên mình vô mình tự nguyện, trong quá trình điều trị mình cũng là người tự nguyện luôn. Mình cảm thấy nó không phù hợp thì mình có quyền ngưng. Cả gia đình cũng vậy. Ví dụ như trong gia đình mình ai muốn ngưng các thầy cũng dẫn cho ngưng nha. Cho nên mình phải thống nhất với gia đình với nhau, chứ không có để xảy ra sự cố là người thì muốn chữa, người không muốn chữa là thầy không dám giúp đâu. Phải có sự thống nhất trong gia đình. Nhưng mà riêng các thầy có quyền từ chối điều trị mình nếu mình làm sai á. Người từ người thân cho đến người bệnh. Mà nếu như các thầy đã hướng dẫn như vậy rồi mà mình không làm đúng, mình không thực hiện đúng thì các thầy không giúp được. Bắt buộc các thầy phải từ chối trách nhiệm. Trong quá trình điều trị thì hoàn toàn chịu mọi rủi ro, không thư kiện, không chi cứu, không bồi thường nha. Tại vì các thầy thực hiện theo phương pháp của cha và thực hiện đúng chuyên môn của ngành y tế quy định. Còn vấn đề mà mình, cái bệnh lý của mình là bệnh ung thư, đôi khi nó có những cái rủi ro ngoài ý muốn mà không được phiền muộn các thầy. Hoặc là đôi khi mình thấy trong đây một số thầy thuốc gì đó mà mình cảm thấy mình không vừa lòng, mình làm đơn, mình thư kiện như vậy là nó không hay. Cái nào nó cũng phải thống nhất với nhau như vậy các thầy mới giúp mình được, còn giúp nhiều bệnh nhân nữa. Rồi nếu như đồng ý thì mình sẽ điền hết cái thông tin mình vô đây và mình nhận bệnh nha.